gan nhiễm mỡ có nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta không? Rất nhiều người khi đi khám được bác sĩ thông báo là anh chị mắc bệnh gan nhiễm mỡ rồi đấy, nhưng lại không được kê một đơn thuốc nào cả và chỉ được kèm theo lời khuyên là về nhà nên thay đổi lối sống sinh hoạt, siêng tập thể dục. Thế thì anh chị em thường thắc mắc là vậy thì bệnh gan nhiễm mỡ này nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của chúng ta không? Ban đầu cái gan nhiễm mỡ này nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống, đến đời sống của chúng ta, cho nên chúng ta không phải lo lắng gì. Và tuy nhiên khi bệnh gan nhiễm mỡ này nó tiến triển lên một giai đoạn mới, tức là khi các mô mỡ nó choán chỗ của các tế bào gan, cái nhân mỡ này nó đẩy cái nhân tế bào chúng ta lệch sang một bên, nó chiếm khoảng không này, làm cho các tế bào gan này yếu chết đi, gây ra những tổn thương viêm bên trong của gan, sẽ chuyển qua giai đoạn từ gan nhiễm mỡ không nguy hiểm sang tình trạng viêm gan nhiễm mỡ làm tăng men gan. Lúc này thì chúng ta đi xét nghiệm sẽ thấy men gan tăng cao đột biến và các tế bào này, các tế bào gan này bắt đầu bị tổn thương, chết đi, để lại những giải sơ, những cái sẹo hay còn gọi những cái chai sần đấy. Thì giống như trường hợp chúng ta bị đứt tay ở ngoài da này, thì khi tay của chúng ta liền nó sẽ để lại những cái sẹo. Thì khi gan của chúng ta bị tổn thương thì trong gan nó cũng để lại những cái sẹo như vậy. Khi gan bị tổn thương nặng thì nó sẽ rất khó phục hồi và chuyển qua giai đoạn sơ gan. Lúc này cái lưu lượng máu nó chạy qua gan, lưu thông trong gan rất khó khăn, dễ bị tắc nghẽn, máu không đến để nuôi được các tế bào mà bị bệnh này, dẫn đến suy giảm chức năng gan nghiêm trọng và thường gây ra những biến chứng nguy hiểm như viêm gan, xơ gan. Và xơ gan thì chúng ta biết là thường đi kèm với là cục chứa, đúng không ạ? Dễ chuyển qua ung thư gan và ảnh hưởng đến tim mạch, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Như vậy là giai đoạn đầu của gan nhiễm mỡ thường không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nhưng ở giai đoạn tiến triển tiếp theo thì gan nhiễm mỡ rất nguy hiểm. Vì vậy bệnh gan nhiễm mỡ cần được phát hiện và điều trị sớm.